các bạn. Bây giờ mình tới ngôi làng của người Mexico nha các bạn. Đi làm gì hả? Đi ăn hàng chứ làm gì? Mình muốn giới thiệu cho các bạn các món ăn của người Mexico nha. Đây, mình đang vô tới cái làng của người Mexico. Nói đúng ra cái người Mexico á thì không phải là người Mexico hẳn, mà nó có thể là những người gần gần các nước Mexico luôn, các nước mà Trung Nam Mỹ đó các bạn, ví dụ như Nicaragua, Honduras, Guatemala hay là Costa Rica. Nói tóm lại những quốc gia đó nói toàn là tiếng Tây Ban Nha không nha các bạn. Những quốc gia đó hình như là hồi xưa là cụ thuộc địa của nước Tây Ban Nha đó, nên người ta nói toàn là tiếng Tây Ban Nha không. Thì tất cả các nước đó nhìn khuôn mặt thì giống, rất là giống nhau luôn. Thì người Việt Nam mình đa số gọi người ta là người Mãi. Mãi là Mãi Tây Cơ đó các bạn, nói tắt là Mãi. Mãi Mexico, nhưng mà nói theo tiếng âm của tiếng Hán Việt á, là Mãi Tây Cơ cũng là Mexico, hoặc là người Mexico cũng là một thứ luôn. Nhưng mà Việt Nam mình, người Việt Nam mình gọi tắt là người Mãi. Thì có nơi gọi là Xì. Xì là gì? Xì Spanish á, là Spanish á, là nói tiếng Tây Ban Nha. Rồi, mình xin giới thiệu các bạn sơ qua các tiểu bang miền Nam của nước Mỹ. Những tiểu bang có biên giới giáp ranh với nước Mexico. Nước Mỹ có các tiểu bang sau đây giáp ranh với lại biên giới với Mexico. Thứ nhất là tiểu bang Texas. Đây, các bạn thấy hình dạng tiểu bang Texas đây ha. Kế đến tiểu bang New Mexico. Và kế đến tiểu bang Arizona. Và kế đến là tiểu bang California. Và đặc biệt tiểu bang Texas là tiểu bang có đường biên giới chung với Mexico dài nhất. Và được ngăn cách bởi con sông Rio Grande. Đây là con sông Rio Grande, biên giới thiên nhiên của nước Mỹ và Mexico. Thì người Mexico muốn vượt biên giới vào tiểu bang Texas thì rất là dễ dàng. Chỉ cần lội băng ngang con sông Rio Grande thôi là đã vào được nước Mỹ rồi. Và sau khi vào được tới San Antonio thì người ta túa ra thành phố Austin, thành phố Houston, thành phố El Paso. Đặc biệt không phải là chỉ có người Mexico vào nước Mỹ không các bạn. Những người của nước khác như là Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala và tuốt phía dưới này nữa như là Venezuela hay là Colombia, hoặc là bên này là Dominican, Haiti và Cuba cũng vượt biên bằng đường biển vô tiểu bang Florida, và vượt biên đường biển hay là vào nước Mexico, rồi từ đó đi bộ vô nước Mỹ. Đó là hành trình những người Mexico hoặc là những người Mỹ Latin vượt biên vào nước Mỹ. Những người Mỹ Latin này thì người ta nói toàn là tiếng Tây Ban Nha không các bạn. Tại vì ngày xưa họ là thuộc địa của Tây Ban Nha mà, đương nhiên là họ phải nói tiếng Tây Ban Nha. Các nước Nam Mỹ, đặc biệt chỉ có nước Brazil là nước chỉ có nước Brazil duy nhất ở nước Nam Mỹ nói tiếng Bồ Đào Nha. Tất cả còn lại toàn là nói tiếng Tây Ban Nha không. Các bạn nhớ cho điều này nha. Đây cũng là một cái quán ăn. Đi vòng quán ăn bình thường cho các bạn coi nha. Đây một cái quán ăn. Quán taco. Món taco bánh tráng. Một cái quán của người Cuba nha các bạn. Đây là cờ Cuba đây nha. Gốc là Trung Quốc nha các bạn. Wow, ấy, tao má lấy. Tao mớ.
cầm á. Dinero. Hả? Cinco. À, cái dĩa này 5 đồng thôi. Wow, look bueno. Let's see. Bắp nướng là hiệu Elote. Wow, nhìn ngon các bạn. Đi ra nhậu các bạn ơi.
chính hiệu là Valentito, allá para el ejido que soy, allá para el estado de Coahuila. Sí. El ejido San Alberto, Coahuila, saludo. Allí lo vas a tener. ¿Ok, Mari? Muchas gracias. Ándale. Ahí está, perfecto. Ahí está, ahí está. Ahí Rocky. Có một đôi Botas. Bán giá 99 đô một đôi. Rồi về Botas có nghĩa là giày cao cổ, ổn các bạn. Nếu cần thiết thì gọi số điện thoại này nha, 512-300-5025. Mình vô trong rồi có cái gì nha. Đây là những đôi giày cowboy Texas. $99 một đôi. Đôi này đẹp quá ha. Mang đôi này cầm theo cây súng súng sáo. Giống cao bội tên đó. Wow, đôi này đẹp quá.
website durangofood.com. Đây, mang bút thì hơi bận quần áo như vậy nè. Đây là những kiểu áo của người Mexico nha các bạn. À, vải rất là dày các bạn thấy không? Chất liệu vải rất là dày. Nút cũng rất là ngọt ha. Có cái nút này. Bọn bộ đồ này nhìn rất là cao bồi ha. Cái kem xoài á, nó không có ngọt như xoài của Việt Nam mình. Tại vì cái xoài của người Nam Mỹ á, nó hơi chua. Nó vừa ngọt ngọt mà nó vừa chua chua, chứ không phải là nó ngọt như là xoài ca, thanh ca, hoặc là như là xoài cát của Việt Nam mình. Nó vừa chua mà vừa ngọt. Thử để cân bằng cái vị chua, vị ngọt của xoài Nam Mỹ á, thì người ta sẽ làm một chế ra cái muối ớt à, và muối ớt nó hơi mặn mặn và hơi cay cay đúng không? Thì cái cây cà rem này cũng vậy, nó là xoài nhưng mà nó được trộn với muối ớt trong này thì nó vừa có mùi vị xoài nhưng mà có một tí mùi vị của muối ớt nữa các bạn, ngậu lắm. Nó không ngọt như xoài cát Việt Nam thì nó ngọt thì ai cũng biết hết. Xoài chua chua mà ngọt á, à, đó là đặc biệt nha.
đô đi du ngoạn ăn hàng của ngày lễ hội của người Nam Mỹ á. Đến đây là kết thúc nha. Nếu các bạn thích video này, nhớ cho mình một món tay lên ấp nha các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn vào video kế tiếp. Tạm biệt nha, mình đi về thôi các bạn ơi.